Xin chào tất cả các anh chị tư vấn viên vùng Mekong 4 thân mến. Anh chị có khỏe không ạ? Lại là em đây, Trần Thanh Nhã, trưởng vùng phát triển kinh doanh Mekong 4. Chúng ta đã phải trải qua những ngày tháng thật khó khăn với sự bùng phát của dịch Covid tại miền Tây Nam Bộ. Rồi mọi thứ sẽ qua thôi với sự vào cuộc mạnh mẽ của nhà nước đang tập trung dập dịch. Mọi người chúng ta hãy chung tay cùng một Việt Nam khỏe mạnh nha. Trong tháng 7 này chúng ta đã bắt đầu quen dần với online rồi phải không ạ? Khi mọi thứ quen tay và mắt sẽ giúp ích chúng ta rất nhiều trong công việc với khách hàng và công ty. Khó khăn rồi sẽ qua và công việc chúng ta vẫn phải tiếp diễn. Hãy nhớ là anh em phát triển kinh doanh luôn bên các anh chị để đồng hành và hỗ trợ bên cạnh công ty, nhằm giúp anh chị chủ động cho kế hoạch hoạt động tháng 8 xuân sẽ vùng Mekong 4 xin gửi đến anh chị. Lịch chi tiết của vùng như sau. Ngày 2 tháng 8, lúc 14 giờ sẽ họp giám đốc văn phòng tổng đại lý vùng Mekong 4. Ngày 5 tháng 8 buổi lúc 14 giờ Di sẽ định hướng phát triển nghề nghiệp cùng công ty với vị trí phó phòng. Ngày 12 tháng 8 lúc 14 giờ chương trình dành cho cấp trưởng phòng với những cập nhật thông tin mới trong kinh doanh. Ngày 19 tháng 8 lúc 14 giờ là chương trình ngôi sao đương thời MDRT với nhiều cập nhật hết sức quan trọng. Ngày 23 tháng 8 lúc 14 giờ dành cho tư vấn viên ưu tú Blue Elite rất hào hứng và sôi động với những phần quà hấp dẫn. Ngày 26 tháng 8 lúc 14 giờ là chương trình chủ đề đường về nhà, dành cho tư vấn viên SA với thông điệp không ai bị bỏ lại phía sau. Bên cạnh đó là các buổi hội thảo khách hàng trực tuyến định kỳ hàng tuần lúc 14 giờ thứ tư và thứ sáu của cả vùng diễn ra nhằm giúp quý khách hàng có cơ hội tìm hiểu thêm các giải pháp của công ty. Hãy sắp xếp tham gia cùng đồng hành để bổ sung kiến thức nha anh chị. Đây là lịch cố định của vùng, nếu có thay đổi chúng tôi sẽ thông báo sớm cho tất cả. Chúc anh chị và gia quyến dồi dào sức khỏe và may mắn. Lời cuối chúng ta cùng hô to nè, tất cả rồi sẽ ổn. Trân trọng kính chào.